Ái xa này. Cái gì đây? Ai vứt ở đây này? Wow. Này. Mình tắm cho mình nhá. Xem nào. Em này là em gì đây? Wow, các bạn ơi. Này, một em siêu nhân. Đấy. Wow, em siêu nhân thành xe cảnh sát rồi các bạn này. Đấy. Em này là em siêu nhân nhá. Siêu nhân thành xe cảnh sát các bạn ạ. Ok, mình cho vào đây. Ok. Wow, đây nữa này. Có một em nữa này các bạn ơi. Em này là em gì đây? Đấy. Em này hay thế nhở? Xem nào. Wow. Một em siêu nhân luôn các bạn ơi. Đấy. Quá xịn sò luôn. Em này hơi bị xịn sò nhá. Rồi, cho vào đây. Wow, kìa kìa. Ở kia làm xe quá các bạn ơi. Này, xem em này là em gì đây. Wow, trên này, trên ben của em có cái gì đây nhở? Này các bạn ơi, mình tắm cho em nhá. Một em xe buýt các bạn ơi. Baby bird. Tail bird nhá, một em tail bird. Cho lên xe ben. Ok. Xe ben ơi, nào hãy chở đi, cứu nào. Rồi, một em xe ben đâm chắc đã lên bờ. Mình đi cứu tiếp nhá. Wow, nhiều xe quá các bạn ơi. Em này em gì đây? Đây. Ấy. Xe nào? Wow. Một em city survivor, một em xe tải thành phố này. Đấy, chuyên cứu hộ ở thành phố các bạn ạ. Cho lên em máy xúc này nhá. Rồi, em máy xúc này sẽ cứu hộ những cái xe này để đi nào. Nói. Wiu. Pam. Đấy, đã lên bờ các bạn ơi. Rồi, mình đi cứu tiếp nhá. Xe nào, còn em nào nữa không? Wow, đây này, em này to lắm này. Em này em gì đây? Wow. Em này bẩn quá các bạn ơi. Đấy. Đấy. Chà. Wow. Một em xe trộn bê tông các bạn ơi. Này. Quay được bê tông luôn. Đấy. Một em xe trộn bê tông rất xịn sò nhá. Wow. Kít. Đấy, xe trộn bê tông đã lên bờ các bạn ơi. Tiếp tục nào. Wow, nhiều xe quá các bạn ơi. Đây nữa này. Wow. Em gì nổi lênh bềnh đây. Wow, một em mobile tanker. Em này là em xe chở dầu này. Ok, cho em xe chở dầu lên bờ nhá. Nào, tiếp tục đi các bạn ơi. Em này là em gì đây? Wow. Một em xe ben rất là bẩn các bạn ạ. Rồi, đây là một em xe ben này. Đum chắc, super đum chắc. Ok, đum chắc lên bờ đi. Đấy, đổ ben nhé các bạn ơi. Pạch, wow. Đấy. Ok, tiếp tục đi các bạn ơi. Xem nào. Wow, đây nữa này. Em này là em gì đây? Wow, một em máy xúc các bạn ạ. Rất là bẩn. Rồi. Đấy, mình tắm em nhá. Wow, các bạn ơi, đây là một em máy xúc này. Chắc excavator. Hey, excavator nhá. Một em máy xúc rất là xịn sò. Cho em máy xúc ở đây. Ok. Hello. Wow. Tiếp tục đi các bạn ơi, nhiều đồ chơi lắm. Đây nữa này. Wow. Em này đem gì đây? Wow. Hello, mình là xe ben bông hoa đây. Xin chào các bạn. Đấy, một em xe ben rất xinh. Ok. Yeah. Tiếp tục đi các bạn ơi. Đây nữa này. Đấy, một em xe ben nữa này các bạn này. Đấy, em này hơi bị xịn luôn. Em xe ben màu xanh. Doom Chuck Green. Ok. Wow. Ui chà. Em máy xúc này to quá các bạn ơi. Đây, em máy xúc này quá to luôn. Ý xà. Em này múc nước được không? Quay xem nào. Ý xà. Xúc nước, tắm luôn. Tắm luôn các bạn ạ. Em máy xúc này tự tắm cho mình luôn nhá. Rồi. Ok, quạch. Ok. Tiếp tục, em này nữa. Em này là gì đây? Wow.
Úi, phải chắc một em sẽ cứu hỏa này. Úi chà chà, sẽ cứu hỏa màu đỏ nhá. Cái đèn này của em sẽ nhấp nháy khi có lửa cháy này. Wow 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 wow. Đấy. Cho lên xe máy xúc nhá. Em Excavato này sẽ chở đi cứu hộ. Đấy, pam. Đấy các bạn ơi, em máy xúc này to không? To hơn những em khác nhá. Tiếp tục nào. Wow, kia kìa các bạn ơi. Em này là em gì đây? Đấy, đây nữa này. Bắt luôn. Bắt luôn các bạn ơi. Wow, lại một em xe ben rất to nữa các bạn ạ. Đấy, xe ben màu đỏ nhá. Có thùng ben màu vàng. Đâm chắc. Đấy, ok. Cho ra đây. Wow, tiếp tục nào. Wow, một em Excavato màu vàng này. Có cả một em xe ở trên này nữa là em gì đây? Wow, tắm cho em mình nhá. Ý chà chà. À, một em cần cẩu các bạn ạ. Đấy, Chuck Crane City Power. Một em xe cần cẩu thành phố này. Chuyên đi dọn rác này. Các bạn nhìn thấy không? Dọn rác này, chai lọ các thể loại. Sẽ cho vào cái thùng này nhá. Đấy, cái này có thể mở được này các bạn này. Đây, phần này có thể mở thùng ra này. Các bạn thấy không? Ý, xe này xịn xò quá. Đóng nắp vào. Ok. Cho ra đây. Đấy, cho lên xe này luôn nhá. Wow, các bạn ơi. Xinh chưa? Đấy. Tiếp tục đến em máy xúc rất to. Wow. Chà. Không được ấy. Em này tự tắm cho em ấy luôn các bạn ạ. Chà. Chà. Ok. Một em Excavato màu vàng nữa. Wow, nhiều đồ chơi quá. Wow, đây nữa này. Kia nữa kìa. Wow, hai em mới xúc liền các bạn ơi. Tắm đi. Rồi. Ý, mát quá. Ui, cái gì đây các bạn ơi? Đây này, mình thấy có cái gì đây này. Ui, ui, wow, wow. Đây, ui, ui, các bạn thấy không? Cái gì đây? Wow, một em xe tải màu trắng này. Em này chuyên gia chở hàng luôn. Container luôn. Chở thùng container nhá. Thấy chưa? Xe này cho lên đây rất là vừa các bạn ạ. Ok. Múc nước. Tắm. Ok. Quang. Lên đây. Rồi. Tiếp tục đi các bạn ơi. Đây nữa này. Một em máy xúc màu vàng nhá. Chà. Đây, các bạn thấy không? Tắm rất là thích nhá. Em máy xúc này còn có cả lốp màu đỏ luôn các bạn ạ. Đấy. Này các bạn nhìn thấy không? Rất là nhiều đồ chơi nhá. Hôm nay mình nhặt được rất nhiều đồ chơi này các bạn này. Ok. Chà chà.